Hello, xin chào mọi người, mến thương của mình. Mọi người bữa nay mình đi chài cà phê mọi người. Chài cà phê rồi chài kiếm tôm. Về chiều nay làm bữa một bữa lên ngon lành này. Mọi người đi chài với mình nha. Bữa nay mọi người chỉ thế mình chài đi. Không gà mình chài cho mọi người xem, bữa nay mọi người chài chài cho mình xem nha. Chạy cho xem đất cá xỉu luôn. Rồi xuống nha. Và bên dưới bên kia mới có ăn có cà phê. Ui, mát quá. Ui, nó mát. Kê. Ném đùi trên đùi xuống cho cha. Đây nhảy đi nè. Quất. Rồi xong. Dính con nào không? Ô, dính con. Chỗ cái chỗ giữa vậy? Hả? Chụp của chú ơi, hồi nãy không dính này nên con không quay gỡ luôn. Giờ tiếp tục đi chạy chừng nào. Lên chơi luôn hả? Quậy nãy giờ ở đây sợ lên trên luôn rồi. Sát bên vậy. Trời ơi bên đây nè. Ôi, trời ơi. Cá chê. Thập tay xuống mò mò cho không có dính. Ơi có. Đâm vô túi rồi, phải không? Vô rồi. Cá phi. Mày cá phi hay cá rô vậy? Phi. Đù ba con. Lên. Để cái sau để con chạy cho. Ráng chà thử coi. Thấy chơi chạy mê quá à. Lại đẳng luôn đi. Mọi người chạy đây cũng khá khá khá. Khá khá. Được món cá tốt với cà phê tôm rồi. Tôm này tôm sú mà tôm sú con. Thẻ chê, nó chết chê. Sú. Thả mọi người. Cà phê thì mình bắt. Chốt bắt luôn. Ba gai nữa để đâm mình mấy quận nữa. Mấy thằng ba gai. Trời. Tại vì nó có ba gai đây nhưng nó gọi nó là ba gai. Trời ơi tôm con nhiều dữ vậy. Có con trên đầu nó kìa chị cha. Vâng. Cái chốt á. Đây tôm của tôm không? Tôm này tốt tôm. Tôm này mới thả thời gian khoảng tháng rưỡi 2 tháng rồi lớn. Bự không tốt nha. Tẩm. Đây là mình đi về chài mọi người. Cá này nè. Khi mà mình thả tôm á, mình tới mùa mình thả tôm là mình phải đi thuốc á. Mà thuốc nó xong rồi á là bơm nước là mình lượt nước luôn đó. Nhưng mà cuối cùng biết đâu con gà nó hay lắm. Đi theo nước theo ống bơm đường nước bơm luôn mình lượt được nước. Đó. Trứng nhỏ xíu vẫn còn khác nhất là cái phi là nó ốc trứng ra là nó vẫn sống không rồi. Phi thì mình ăn được mình đâu nói gì đâu. Cái phi là nó hay chỗ này là khi mà mình đào có lỗ phải không, mà đào có lỗ mình rửa cá phi á, mình bắt cá phi mới tắt đèn rửa mà đào có lỗ đó cái mình rửa, múc nước mình rửa trong cái lỗ đó cái nó ốc trứng ra lỗ đó cái trời nắng nó nắng lại
nó khô có lỗ nước đó luôn. Cái đúng trời mưa bỏ nó nằm ở trong trứng, nằm trong sình đó. À, đúng 2-3 tháng sau cái mùa mình trời mưa bơm nước, mình bơm ngập cho đó lên. Trời mưa nó ngập nước cái tự động cái phi con trong lỗ đó nhóc luôn. Trứng nó nằm ở trong sình là 3-4 tháng trời nó vẫn sống. Cái đó mình nói là thiệt luôn đó này mọi người. Mình đã gặp tình trạng đó rồi, khi mình rửa cá rồi là mình đào có lỗ. Mình đào có lỗ như vậy là mình không ngờ là tới mưa lại là cái lại có cá phi con, mình mới nhớ sực lại là lúc trước mình rửa cá. Rửa cá cái phi nó ốc trứng ra. Rồi lại trứng nó lại nở tiếp tục, nó nằm trong đất mình nó sống bình thường. Chuyện lạ luôn. Trước khi mọi người mình nói vậy mọi người nói mình nó dốc á, nó trời. Nhưng thật sự là có mọi người. Bắt ba phi. Bắt ba phi B2 hả? Thật sự là mình đã gặp tình trạng đó rồi. Còn con này á. Khi là ô, con này chạy giả thiết rồi. Trời ơi. Sao nó mềm vậy? Nhìn biết giả thiết thôi. Rồi. Đây cái ông chài méo vô địch rồi mọi người. Ông Nhật Dương chài méo. Chào bữa nay ông chài cái ra làm sao nha. Đi nhẹ nhẹ nha, đừng động nước nó giọt nha. Đừng chọn chọn. Giới thiệu là không sai. Vua chài méo. Ê, dính nè. Dính con cá nó bị đuôi con mắt sao? Hoặc là chạy không thấy đường chạy, chạy đâm tầm bậy vô cho chết. Chà, đừng nói dính tầm bự nha. Chắc không có con cá nào đâu. Quá méo mà. Rồi dở chạy ra này. À, rồi. À, có con gì luôn. Cái chốt không? Để lại nè. Lại luôn, mắt luôn. Chà, chà. Nó trước mặt nó vừa giận. Trước mặt này nè. Rồi, ủa. Chắc không ra đâu á. Trời, vua méo. Kỳ vậy. Ủa, nãy nhớ tròn rồi mà. Bó tay. Dĩ đâu. Cái chài cân hết trơn là cái chài tổng về cái chài luôn là khoảng 7 kg. Cái chài mười mấy ký luôn, cái chài ra. Chài 7 kg, chài không ra. 17 bé gãy sườn trâu luôn. Sườn trâu đâu không thấy. Bé gãy cái chài không nổi. Một chương trình là cao thủ chài lưới tròn. Ôi mất tiêu cái chốt luôn rồi. Tạm dừng tại đây mọi người, hẹn mọi người gặp lại phần 2 video sau nha. Mọi người thấy thích thì cho mình xin một like, đăng ký, một bình luận góp ý nha. Xin bye bye mọi người nha. Bye bye.